Vâng, ngoài cái suối cá thì còn có cái gì đặc biệt nữa không anh Hải? Ở đây có một cái hiện tượng lạ, đó là có con bò 6 chân. Anh Sinh sẽ quay lại đấy, gửi các bạn. Con bò 6 chân. Vâng. Thế có hai đuôi không anh? Không, một đuôi thôi. Một đuôi á? Tôi đọc được kia thấy người ta ghi hai đuôi mà. Bây giờ anh em mình đến đấy xem nào. Đi, đi lên đi. Đây. Hiện tượng lạ này, bò 6 chân hai đuôi cách 35 m. Ôi anh em mình đi lên đi. Đâu? À ông đồng lên đây rồi. Đâu? Ở chỗ nào có con bò không ơi? Bò 6 chân đâu? Đâu? Đi lên đây xem con bò 6 chân. Nó chỉ ở trên đây. 35 m mà. Có quả không bà? Dạ có ạ. Vâng, có con bò 6 chân ạ. To lắm. Có cả cơm lam này. Bò 6 chân 2 đuôi. Kỳ lạ đấy nhỉ. Suối thì có cá thần mà bò thì có những 6 chân. À đây đây lối vào đây rồi. Quý khách tham quan hiện tượng bò 6 chân. Bán vé 7.000 đồng một người. Quý khách tham quan hiện tượng lạ bò 6 chân bên suối cá thần. Đoàn mình 4 người anh. Đâu rồi? Ô, thế còn 2 người đằng sau. Không. Chưa. Đoàn đuổi tôi còn 2 người nữa. Ông lấy cũng lên thì sao? Đầu cũng lên à? Đó, đó, đó. Đây ạ, con bò 6 chân đây ạ. À đây, hai cái chân là ở trên cái u này. Đây, cái chân đây, hai cái chân này. Thế và hai đuôi, đúng rồi, đây một đuôi nữa này. Cái đuôi treo này này. Đấy, chính là một cái đuôi treo đây nhá. Đấy. Đúng rồi, đấy là một đuôi. Thế còn đây là hai cái chân này. Hai cái chân phía trên ở cái u con bò và cái vai xuống và dưới này là hai chân để đi. Còn hai chân kia là để treo. Mình nhớ thuyết minh luôn, khỏi mình khỏi thuyết minh. Đuôi là trên cái u luôn này, các bạn thấy không? Đấy. Cũng là lạ đấy. Các bạn theo dõi nha. Đây. Đây là con bò 6 chân này. Cũng là hiếm gặp, đúng không anh Hải? Nha, thấy rõ chưa? Đó, đây là cái đuôi nữa này. Đây là cái đuôi nữa này nha. Hai đuôi mà. Các bạn thấy chưa? Được chưa? Đấy. Hay nhỉ, cũng là hiện tượng gọi là độc lạ ở Việt Nam. Không có con bò nào thứ hai như thế này rồi, chắc chắn cái điều ấy xảy ra. Vâng, cho ăn tốt thì đây toàn cỏ danh mà, toàn cỏ mía này. Đấy là cái đuôi thứ hai này và hai cái chân này. Đây là quê hương chúng mình nha. Nhắn cho chỗ đó biểu bác kia vẫn nhắn được cả. Mình bảo đi lên đi, hai ông lại tụt xuống dưới kia. Cả ông lái xe với ông đồng nữa. Mà người ở Cẩm Thủy đây mà lại không biết đi. Chẳng bao giờ ông vào đây sao? Ở trong này là nhà dân ở ấy. Có phải nhỉ? Vâng, đây trong này là nhà dân ở anh. À chứ không phải là của quản lý du lịch. Ờ thích nhỉ, nhà dân ở trong khu này hay nhỉ. Đi ra đi vào là gặp cá thần. Sáng sớm ngủ dậy đây là đi ra khỏi nhà là gặp cá thần rồi. Vâng. Dân ở khu này hay quá ấy. Cái này là trước là nước vào đây mà không ngăn lại là cá nó cứ dồn ngay cho mình đây thôi. Kia là nó cạn, nó không ra. Cạn mấy. Vâng, và bây giờ chúng ta chia tay với suối cá Lương Ngọc. Vâng, hình ảnh của suối cá Lương Ngọc, địa bàn xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, đã được ghi nhận
di tích lịch sử và văn hóa quan trọng từ năm 1993. Và chúng tôi vừa mới cùng với các bạn tham quan xong. À, đây đây cái cửa hang đi lên này, người ta viết đây, hướng lên động cây đăng này. Nguồn nước là nó ở trong cái lỗ này nó dài. Rồi tôi vừa đến đây tôi quay rồi. Ngồi ở đấy thì cái cửa hang nó nhỏ lắm anh ạ. Ừ. Tối thì cá nó vào trong đấy hết anh. Vâng. À tối nó đưa giúp hết vào trong hết. Ừ, không có con nào ngoài không này. Có con ở ngoài suối không có con nào ngay lại chui ra đúng rồi hay nhỉ sáng ra bờ suối tối vào hang lại nhớ bài thơ hang Pháp Có rồi tôi xin chào các bạn đấy hẹn gặp lại ở những cái chương trình bonsai và du lịch tiếp theo nhé.